今天是农耕，闽南的那个啊。你为哪产的东西？嗯，那不是做外卖，干活，还是累，都没做外卖。闽南的老母鸡。bố ăn gì này cho hôm nay quên một lít chấm sao chấm đau cũng ăn không được chiều lắm luôn vừa về nấu rồi thì béo lắm nhỉ, ngày mà ăn, ngày nào mà ăn như vậy chết. Bà ăn hết rồi. Bọn này. Ai mình múa về nó ăn hết đấy nhỉ? Múa ăn hết, múa ăn giỏi.
Kim chi. Anh không biết nhưng mà lo quá rồi không ăn được được luôn giống nạp vai để quay miếng ba chỉ thì nhiều mỡ hơn đúng không? Nhiều mỡ. Ăn miếng miếng súp.
cái thịt này nó gần giống thịt quay nhỉ. Thịt sốt chua ngọt đấy. Thịt sốt ngọt, ngọt cay, không có chua. Ngon lắm. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.